là một học sinh ở trường Ecolumsi cũng như là một con người sống trên trái đất này thì em thấy cảm giác đau đớn mất mát của vụ xả súng vừa qua đã để lại nỗi buồn trong em cũng như là các bạn học cùng lớp. Thì hôm nay đó cũng là những lời mà em muốn chia sẻ. Những cái mất mát dù có to lớn thế nào nữa thì các em cũng, các phụ huynh hay là các bạn cũng nên là chia sẻ với nhau để cái nỗi buồn này sẽ mau chóng qua đi. Qua sự việc trên thì em vô cùng phẫn nộ và trước hành động dã man vô nhân tính của Langer khi hắn đã giết chết mẹ mình cùng rất nhiều người khác, mà đặc biệt là em cũng vô cùng khâm phục và tự hào, vô cùng khâm phục trước hành động của cô Victoria Soto khi đã dũng cảm hy sinh thân mình để che chở cho các em học sinh. Nhưng tiếc thay, những cố gắng của cô không cứu được các em. Thực sự là em, tâm trạng của em là bây giờ là rất là bức xúc trước cái hành động của tên hung thủ này. Qua thực liên hệ với tình trạng bạo lực học đường của nước ta thì bạo lực học đường của nước ta ngày ta diễn ra ngày càng phổ biến và rất phức tạp đó. Nguyên nhân chính là do chúng ta bị ảnh hưởng của các game online hay là các sóng không lành mạnh của giới trẻ để gây ra tình trạng này. Theo em nghĩ thì tên sát nhân này không có tính người, vì ngay cả mẹ ruột của mình hắn cũng ra tay giết chết. Sau đó hắn lái xe đến trường tiểu học và bắn chết hết giáo viên và học sinh ở trường. Em thật sự bức xúc vì cái hành động điên rồ không có tính người như hắn, và em xin chia buồn cho những phụ huynh có con bị bắn chết ở trường tiểu học.